Hàng nghìn xe ô tô, tải, xe container nối đuôi nhau đứng bánh kéo dài từ cầu Rạch Chiếc dẫn vào cảng Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tài xế phải mất gần 6 tiếng đồng hồ mới vào được cảng lấy hàng trên đoạn đường dài chỉ hơn 3 km. Càng gần về cuối năm, lượng hàng hóa liên tục theo đường thủy đổ dồn về cảng Tân Cảng Cát Lái, kéo theo xe tải, xe container khổng lồ liên tục cập cảng chở hàng. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Vành Đai 2 nhiều năm qua chưa được mở rộng, khiến tình trạng kẹt xe tại khu vực thường xuyên diễn ra. Lúc 16 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2018, đoàn xe theo trục xa lộ Hà Nội đổ về đại lộ Mai Chí Thọ đi cảng Cát Lái, khiến hướng giao thông này ùn ứ kinh hoàng. Hàng nghìn phương tiện nằm dài hơn 1 km trên xa lộ Hà Nội dẫn về cầu Rạch Chiếc. Trên đại lộ Mai Chí Thọ, xe container thậm chí còn lấn vào làn đường dành cho xe máy. Tình trạng này cũng xảy ra trên đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Vành Đai 2, đại lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy. Đến 18 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn chưa hết ùn ứ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.